Ngày 1 tháng 2, hãng Reuters đưa tin bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và là cựu thống đốc bang South Carolina, sẽ khởi động chiến dịch tranh cử ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa năm 2024, đối đầu với xếp cũ của bà là cựu Tổng thống Donald Trump. Theo đó, bà sẽ trở thành ứng cử viên thứ hai cùng với ông Trump cạnh tranh trong chiến dịch tranh cử ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa năm 2024. Theo các nguồn tin thân cận với bà Haley, Chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 của bà Nikki Haley dự kiến sẽ được công bố trong ngày 15 tháng 2 tới đây. Bà Haley là con gái của hai người nhập cư gốc Ấn ở bang South Carolina. Trong Đảng Cộng hòa, bà được biết tới là người có khả năng đưa ra các biện pháp giải quyết các vấn đề về giới và chủng tộc một cách thông minh và đáng tin cậy. Trong thời gian còn là đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, năm 2017 đến 2018, bà cũng là người kiên quyết bảo vệ cho các lợi ích của chính quyền Washington ở nước ngoài. Nếu giành được đề cử năm 2024, bà Haley sẽ là người phụ nữ đầu tiên trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, đồng thời cũng là ứng viên không phải là người da trắng đầu tiên của đảng này.